Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn những cái câu nói, những cái câu đàm thoại liên quan đến việc đi mua sắm nha. Có nhiều bạn nhắn tin cho mình á là dạo này các bạn cảm thấy á, là mất động lực để học tiếng Anh rồi, tại vì không có ai để rèn luyện, không có ai để đàm thoại tiếng Anh cùng, cho nên là các bạn mất động lực và không có muốn học tiếng Anh nữa thì mình xin khuyên các bạn á là học tiếng anh ngoài cái việc các bạn có thể đàm thoại nói chuyện với lại người khác thì nó có rất là nhiều cái ứng dụng khác nữa ví dụ khi mà các bạn mua một cái vật nào đó từ nước ngoài gửi về thì các bạn cũng phải biết tiếng anh để xem hướng dẫn của người ta xem người ta hướng dẫn cách xài như thế nào hoặc là trên mấy cái lọ thuốc á một ngày uống mấy viên uống trước khi ăn hay là sau khi ăn mấy cái thuốc nhập á thì thường người ta là ghi tiếng Anh không à. Cho nên các bạn cũng phải biết tiếng Anh để các bạn đọc và các bạn hiểu nó, hiểu để các bạn sử dụng cho nó đúng. Khi mà các bạn biết tiếng Anh rồi á thì những cái hoạt động giải trí, ví dụ như là xem phim, nghe nhạc thì các bạn bắt buộc phải biết tiếng Anh các bạn mới có thể thưởng thức được nha. Các bạn tưởng tượng các bạn nghe một cái bài hát rất là hay bằng tiếng Anh mà các bạn không có hiểu ý của nó là cái gì và các bạn muốn hát lại cũng không có hát được tại vì các bạn không có biết tiếng anh thì đó cũng là cái lý do mà các bạn nên học tiếng anh và thêm một cái điều quan trọng nữa khi mà các bạn biết tiếng anh rồi thì cái việc cập nhật thông tin nó rất là nhanh đối với những cái tin thời sự quốc tế thì cái ngôn ngữ tiếng anh nó sẽ nhiều hơn cái ngôn ngữ là tiếng việt cho nên các bạn sẽ cập nhật thông tin nhanh hơn nữa và các bạn nên nhớ khi mà các bạn giỏi tiếng anh rồi thì các bạn sẽ cập nhật được một bầu trời kiến thức mới bằng tiếng anh thì các bạn sẽ giỏi hơn không những về ngôn ngữ tiếng Anh mà các bạn còn có thể có được những cái kiến thức mới nữa. Cho nên bắt buộc các bạn phải học tiếng Anh nha. Hằng ngày các bạn bận cỡ nào thì bận nhưng mà cũng phải cố gắng bỏ ra ít nhất là nửa tiếng để học tiếng Anh nha. Rồi bây giờ chúng ta vào bài nha. Mua giày thì đi tiệm nào tốt? What's the best shop for shoes? What's the best shop for shoes? What's the best shop for shoes? What? Xong rồi xì ra. What's the? Các bạn nói the không được. Thì nói the. Nhẹ thôi. The best là nhất best. Cái chữ này á, nếu mà đọc một mình á, thì các bạn đọc là best. Nhưng mà khi các bạn bỏ trong câu rồi, các bạn không có cần để cái chữ t nha. Các bạn chỉ cần nói best là được rồi. Shop là cái shop. Các bạn đọc là shop, không phải là shop nha. Shop. For shoes là giày. What's the, What's the best shop for shoes? 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 Rồi cái này giá bao nhiêu vậy? How much is it? How much is it? How much is it? Các bạn đọc nhanh là How much is it? How much is it? How much is it? Người bản xứ khi mà người ta nói nhanh thì các bạn có thể nghe là a ma chi zet a ma chi zet a ma chi zet đó còn khi mà chúng ta nói á. Tại vì chúng ta không phải là người bản xứ, chúng ta đang học tiếng Anh, cho nên chúng ta cố gắng đọc chữ nào ra chữ đó nha. How much is it? How much is it? Rồi, tôi sẽ lấy nó, nhưng mà nó mắc quá. Câu này các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn đang than với lại cái người bán hàng á. Các bạn nói cái câu này, người ta có thể giảm giá được thì người ta giảm ha. I'll take it, but it's quite expensive ai xong rồi hai cái chữ L đó. Các bạn đọc là ao tôi sẽ ao giống như là cái ao nhưng mà các bạn đừng có nói là ao mà nói là ao hơi nhựa nhựa ao take là lấy it ao take it ao take it không phải là tay mà là take ao take it nhưng mà It's quite expensive. It's là nó. Quite là hơi hơi. Quite giống như là củ khoai ha. Quite xong rồi. T, ở đằng sau. Quite. Quite. Rồi. Expensive. Expensive expensive. Các bạn nói x pen thì nó sẽ hơi giống với lại expensive. Nhưng mà các bạn đừng có nói xìu nha. Nói xìu nghe nó không có hay. Người ta có thể hiểu đó nhưng mà không có hay. Các bạn phải nói xì xong rồi phì hơi ra. Expensive. Expensive. I'll take it. But it's quite expensive. But it. But it. Thì các bạn nói nhanh. Các bạn nói âm lại. Thì nói but it's quite. Xong rồi tới cái chữ expensive. Các bạn nói quite expensive. But it's quite expensive. I'll take it. But it's quite expensive. I'll take it. But it's quite expensive. Rồi, cái này nếu mà bạn mua hai cái thì sẽ được tặng một cái đó. You can buy two and get one free. You can buy two. You can là có thể. Can buy là mua ha. Buy y chang như là bờ ai buy mà kéo dài răng chút. You can buy two. You can buy two and get. Các bạn nhớ cái chữ get là g get, không phải là ghét nha. Get one free, one free. Các bạn lưu ý nha. Mình thấy nhiều bạn á đọc là free đó. Cái chữ free có nghĩa là miễn phí, nhưng mà các bạn đọc là free, free, free. Không phải là phi, không phải là phở y phi nha. Rồi các bạn đọc lại nha. You can buy two and get one free. You can buy two and get one free. You can buy two and get one free. Get one free. Rồi, Lấy cho tôi hai cái đi. Give me two. Give. Cũng giống như là cái chữ get hồi nãy nha. Các bạn nói g g gần cái cổ họng nha. Ghi g g g xong rồi. Ph give. Không phải là give nha. Give. Give me two. Give me two. Đưa cho tôi hai cái. Đưa cho tôi ba cái là give me three. Give me four. Give me five. Nếu mà bạn nào chưa có học điểm số thì các bạn xem lại cái bài đếm số nha. Đưa cho tôi thêm một cái nữa. Give me another one. Give me another one give me another one give me another one give me another one cái chữ cái khác nữa thì các bạn nói a na the another another one give me another one give me another one give me another one rồi khi mà người ta nói không có mắc đâu cái này mà mắc cái gì mấy cái đó nó không có mắc đâu thì người ta sẽ nói they don't cost much they don't cost much cost nếu mà các bạn muốn dịch ra tiếng việt á thì cái chữ cost có nghĩa là tốn tốn bao nhiêu tiền đó cost 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 k. Nhớ là k. không phải là cờ nha, không phải là cost mà là cost. Nó lai like giữa cái chữ cờ và chữ khờ nha. Các bạn đọc là cost. o, cái chữ o nó sẽ lai like với là cái chữ a nha. Không phải là cast cũng không phải là cost mà là cost cost đó cái miệng nó hơi bành bành ra chữ o nó cũng không có giống chữ o mà chữ a nó cũng không có ra chữ a nha các bạn đọc lại cost cost they don't cái chữ không là don't nhưng mà khi các bạn bỏ vào trong câu rồi để nói cho tự nhiên thì các bạn đừng có ở đằng sau nha. They don't cost much. They don't cost. Cũng tương tự các bạn bỏ luôn cái chữ tờ. They don't cost much. They don't cost much. Much. Nhớ là phải có cái chữ ch ở đằng sau. They don't cost much rồi khi mà người ta đưa giá cho các bạn xem rồi á, các bạn thấy nó mắc quá, các bạn nói, ôi trời ơi mắc quá, các bạn nói, that's too much, too là quá, too much là nhiều quá, much là nhiều nha, that's too much, that's too much, that's too much, that's too much, that's too much. That's too much. That's too much rồi bạn có cái nào rẻ hơn không do you, have do you have anything cheaper 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 rẻ là cheap thêm cái chữ e và cái chữ r ở đằng sau thì nó có nghĩa là rẻ hơn các bạn nói cheaper Do you have anything have và anything các bạn nói have anything have anything Do you have anything cheaper Do you have anything cheaper Do you have anything cheaper Rồi Đúng là cái tôi đang tìm đó. That's what I'm looking for. 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 I'm looking for. Tìm cái gì đó là look for các bạn lưu ý không phải là look mà là look chữ ư nha look nhớ là phải có cái chữ k ở đằng sau look for that's what I'm looking for that's what I'm looking for that's what và am các bạn nói quá damn quá damn That's what I'm looking for. That's what I'm looking for. That's what I'm looking for. Hôm nay tôi chỉ mua bao nhiêu đây thôi. That's everything for today. That's everything for today. That's everything for today. That's everything. Today. That's everything. Tất cả mọi thứ. Các bạn nói, e -thing. không phải là e very nha. Các bạn phải đọc là é e... xong rồi phì hơi ra é e everything. everything everything for today. That's everything for today. That's everything for today. Các bạn nói âm lại. That's a... đó. Các bạn không có đọc é e nữa mà các bạn đọc là that's. A... That's everything for today. That's everything for today. Today không phải là tu đê nha. Today. That's, today. that's everything for today. That's everything for today. That's everything for today. Rồi. Có tiệm thuốc nào gần đây không? Is there chemist near here? Is there a chemist near here? Is there a chemist near here? Is there là có là không? a chữ này là nó hơi rắc rối nha nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc làm sao cho nó gọn nhất khé mệt đó không biết tự nhiên ở đằng trước cái chữ tờ nó có cái chữ sờ rồi mà đằng sau cái chữ tờ nó lại có cái chữ sờ nữa cho nên nó hơi mệt cái miệng chút và nó không có được thoải mái lắm đúng không cho nên để cho gọn, để cho đơn giản mà người bản xứ người ta nghe, người ta cũng hiểu. Thì các bạn nói chemist. Chemist. Bỏ luôn cái chữ tờ mà cũng bỏ luôn cái chữ s ở đằng sau nha. Các bạn chỉ cần nói chemist. Đó. Đúng ra phải nói là chemist Đó. Chemists. Nó hơi mỏi cái miệng đúng không? Nhưng mà các bạn bỏ luôn. Các bạn chỉ cần nói Chemist là được rồi. Is there a chemist near here? Is there a chemist near here? Is there a chemist near here? Near là gần, here là ở đây. Near here. Nếu mà các bạn nào á muốn công lưỡi lên các bạn nói near here. Nhưng mà nếu mà các bạn công lưỡi lên mà không có đúng á thì người ta nghe người ta sẽ không có hiểu nha tốt nhất là các bạn đừng có công lưỡi không có công lưỡi là vẫn trúng một trăm phần trăm nha cho tôi xin lại cái biên lai nha can i have a receipt for it can i have a receipt for it can i have a receipt cái biên lai receipt không phải là receipt nha. Ở đây nó ghi là cái chữ B ở đằng sau. Nhưng mà các bạn đừng có đọc là receipt mà phải đọc là receipt. Bỏ luôn cái chữ B nha. Can I nói âm lại. Can I have a, Can I have a receipt for it? For it. Nah. Can I have a receipt for it? 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 Rửa cái cuốn phim này cho tôi đi. I like this film developed, please. I like this film developed, please. các bạn lưu ý, cái chữ developed có nghĩa là phát triển cái cuốn phim mà được phát triển tức là rửa phim, tráng phim nha. Các bạn đọc là develop. Đó. Có cái chữ d ở đằng sau nhưng mà trong cái trường hợp này khi mà các bạn ráp nó vào trong một câu rồi, các bạn bỏ cái chữ d nha. Các bạn chỉ cần nói develop là được rồi nha. Rồi. Develop please. Từ cái chữ lợp các bạn đã bậm môi rồi xong rồi các bạn giữ nguyên cái từ thế đó các bạn nói cái chữ please nha yeah. develop please i các bạn bỏ luôn cái chữ đờ thì các bạn nói i like this film cái cuốn phim á các bạn đọc là feel. xong rồi film film Film. I like this film develop please. 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 Rồi, ví dụ bạn đang đi mua sắm với lại bạn của bạn. Các bạn thấy á là bạn của bạn mua đồ nhiều quá, bạn mới nói là Trời ơi, hôm nay bạn mua quá trời đồ rồi. Thì bạn nói You spend a lot on clothes today. You spend a lot on clothes today. Các bạn đọc là you spend. Các bạn bỏ luôn cái chữ v chữ e nha. Các bạn chỉ cần nói you spend. You spend a lot là nhiều. Spend là tiêu xài. A lot là nhiều. You spend a lot on clothes. Clothes, các bạn chỉ cần nói là close xong rồi xì ra thôi. Clothes today. You spend a lot on clothes today. Các bạn nói âm lại, các bạn nói You spend the lot on clothes today. You spend a lot on clothes today chỗ đó bán giá cũng được đó. Their prices are reasonable. Their prices, giá, là price. Price. Bấm môi lại nha. Price. Ở đây nó là số nhiều cho nên các bạn phải xì ra cái nha. Prices. Prices. Their prices. Their prices. Xong rồi, à thì các bạn nói their prices are rồi reasonable hợp lý reasonable 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 their prices are reasonable their prices are reasonable tôi nghĩ là tôi sẽ chờ cho tới khi nào có đợt giảm giá. I think I'll wait for sales on those. 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 Các bạn nói là, I think I'll wait for sales on those. 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 Sales on those. I think I'll wait for sales on those. Bạn nào không có nói âm được thì các bạn nói I think I'll wait for sales on those. Nó cao hơn cái giá mà tôi muốn mua. It's more than I really wanted to pay. It's more than what I really wanted to pay is more than là nó nhiều hơn is more than what là cái is more than what i really thật sự wanted là muốn to pay là trả is more than what i really wanted to pay it's more than what I really wanted to pay. Bạn không có nên mua trừ khi bạn thực sự cần nó. You shouldn't buy it unless you really need it. You shouldn't buy it unless you really need it. You shouldn't buy it unless you really need it. You shouldn't buy it. Unless you really need it, you shouldn't là bạn không nên shouldn't thì các bạn nói là should. You shouldn't buy it. You shouldn't buy it. Unless là trừ khi unless you really, really không phải là ríu really lì nha. Really, really nha yeah, thật sự really unless you really need là cần need it you shouldn't buy it unless you really need it you shouldn't buy it unless you really need it bạn có cái nào chất lượng tốt hơn không do you have anything that's a bit better quality do you have anything bạn có cái nào? Do you have anything? That's là răng là ma. Do you have anything? That's a bit là một chút. That's a bit. Better là hơn. Quality tốt hơn. Có cái chất lượng tốt hơn. Chất lượng các bạn đọc là quality. Quality. Do you have anything that's a bit better quality? Do you have anything that's a bit better quality? Do you have anything that's a bit better quality? Do you have anything that's a bit better quality? Do you have anything that's a bit better quality? Bạn có thể mua hai cái mà chỉ có giá một cái thôi. You can buy two for the price of one. You can buy two for the price of one. You can buy two for the price of one. Price là giá. Of là của. One là một. Giá của một cái thôi là price of one you can buy two for the price of one bán cái giá đó thì nó rẻ giống như là cho không rồi bạn ơi at that price they're almost giving away at that price they're almost giving away at that price là với cái giá đó ở cái mức giá đó at that price thì các bạn nói at that price at that price at that price at that price, price. there almost là hầu như gần như almost giving away giving away là cho đi là bỏ đi á giving away giving away at that price they are almost giving away at that price they are almost giving away at that price they are almost giving away rồi cái bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và mình xin chúc các bạn học tiếng anh càng ngày càng tiến bộ nha và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo